À, có khi những đức niệm Phật lễ Phật quý vị mà nhìn thấy có những người đứng ở trên bông sen kiểu mà lúc ẵn lúc hiền, trong lòng mình nghĩ tương lai chúng ta đều gặp nhau ở thế giới cực lạc hạnh phúc biết mấy. Trong lòng lúc đó tự nhiên nó sung sướng đấy vị. Vì thấy như thế có khi niệm Phật lễ Phật cười cười á, thấy nhìn thấy những người giờ người ta làm cái bông sen, nhất là cô Nguyên Thủy, thấy hai mẹ con lễ Phật mà cô Nguyên Thủy cứ biến 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 trong bông sen suốt, cô này giảng sanh trước tâm muốn giảng sanh mạnh quá nên giảng sanh trước biến 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 suốt chuyển đâu mai mốt gì kiếm bông sen nào ngồi lên nên lúc mà những đức niệm Phật lễ Phật thấy tự nhiên trong lòng thấy nó vui vậy. Vui vì mình nghĩ bao nhiêu con người này đến sau cuối cùng cuộc đời chúng ta đến một cái quốc độ đặc biệt hơn để ở nha, quốc độ đó thấy quá tuyệt vời đông quý vị. Như đức nghĩ cái đạo tràng trên không trung chúng ta nếu tính con người mà tu chắc là cái thời tu giờ này giá chót gì cũng 3.000 người, tại gia đình ba bốn người nhiều lắm, hai người là đa phần nhiều, thành viên tu thì hơn 2.000, thì số lượng đầu người rất là đông, nên thấy nhiều đứa bé nhỏ mà vẫn tu tập rất đặc biệt, rất là giỏi, thằng trai đồ tu với ba mẹ rồi ha. Rồi mấy nhỏ gái nhỏ nhỏ rồi mà biết niệm Phật lễ Phật là quá tuyệt vời. Nên là có một câu mà chúng ta hỏi mình rất là hay vậy. Đó là bạn và thù là ai? Mỗi người tự ngồi suy nghĩ trong cuộc đời chúng ta bạn và thù là ai? Ai vậy? Ai? Mình phải không? Có một câu nói là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Vậy thì người bạn lớn nhất của đời người cũng là mình. Đúng quý vị? Nếu là bạn thì mình sẽ thấy thoải mái. Nếu là thù thì mình cảm thấy khổ đau. Nên khổ đau hay là vui vẻ thì cũng do mình quyết định. Tại sao mình không không quyết định cho cuộc đời mình ta? Mà mình đi lấy cái tác động của cái vui khổ để làm mình bị lệ thuộc hả quý vị? Không? Giờ mình học Phật rồi, thật sự bây giờ một đứa bé nhỏ các con cũng nghe nên nghe câu này. Thì cuộc đời các con nó có một cái gì đó, một cái lối sống gì đó đặc biệt tuyệt vời hơn chứ. Đúng không quý vị? Tại sao chúng ta bị tác động trong cuộc đời mình là người thân thương bên cạnh, họ vui mình mới vui. Còn khi họ buồn thì mình phải khổ, không đâu có lý kỳ cục gì được quý vị. Chúng ta đều phải có một cái quyền quyết định cho cuộc đời mình chứ. Nào. Nên bạn và thù là ai? Là mình. Muốn bạn là bạn, muốn thù là thù, bạn thì bình an liền. Mà thù thì sợ hãi liền, đúng không quý vị? Nếu như chúng ta bước ra ngoài chúng ta đều nghĩ đều là bạn, người ta có nghĩ như thế nào với mình cũng là bạn thì tức khắc tâm mình thấy bình an. Còn nếu như mình nghĩ mình đi đến nơi nào đó sẽ có kẻ thù là mình sẽ chuẩn bị vũ khí thấy không? Hồi đó những đức khi chưa đi tu có người bạn mỗi lần nó đi ra đường là nó chuẩn bị cái cây nó buộc trong cái xe, nói ủa sao kỳ vậy? Sao mày lúc nào đi đâu mày cũng tao thấy mày có cái cây mày buộc trong cái xe làm chi mày, cái nói với hởm tao đi lại chỗ đó tao đánh một thằng, bây giờ trong lòng tao cứ nghĩ là nó sẽ đánh tao nên tao phải cầm theo cái cây để tao chuẩn bị, lỡ nó đánh tao thì tao có vũ khí tao chơi lại rồi xong cái nó hỏi lại những đức à, tại sao mày không chuẩn bị cái cây buộc trong xe, nó tao đâu có đánh ai đâu mà chuẩn bị cây làm chi, thế thấy rõ ràng không, nên lấn lướt người và hơn người thì cũng bị bắt an vì mình phải dùng mọi cách để làm sao người ta đừng lấn lướt mình, mà cái bắt an là ngay chỗ chính mình làm chính mình chịu đó.
hại người hay hại mình. Nếu như mình có cái tâm hại người thì là hại mình. Chị nhớ kỹ câu này nghe, giống hệt như cái câu là ngước mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chưa đến trời văng vào mặt mình. Có tâm hại người tức khắc là hại mình. Nên mỗi một người quý vị phải nhớ kỹ, chỉ cần có một cái tâm hại người thì tức khắc đó là hại mình. Vì tác động của ý niệm ác là mình đã dính cái ác đầu tiên. Tác động của một cái tâm thiện, dù chưa đến người nhưng mình đã thưởng cái thiện đầu tiên. Nên khi tác động thiện thì bản thân sẽ thấy bình an. Và tác động một ý niệm ác, thủ đoạn để suy nghĩ hại người thì tức khắc bất an. Quý vị đi hỏi 100 người ăn trộm thế này, mỗi ngày nó có bình an không? Không bao giờ có bình an. Nên cũng tội nghiệp những người ăn trộm. Nó rất là khổ quý vị. Nó phải suy nghĩ không đơn giản. Thí dụ như họ phải lạng qua căn nhà đó, định đêm nay là lấy của. Họ phải lạng qua lạng lại căn nhà đó, nhìn vị trí cửa sổ, tường rào, điểm nào là điểm để tối đêm nay đột nhập dễ nhất. Không đơn giản quý vị. Ý niệm đó nó phải thật sự căng thẳng thần kinh lắm. Rồi thêm một cái nữa là khi lẻn vào nhà người ta thì tim để đập mạnh. Tim đập mạnh. Mà khi gặp một con chó con, này là đứa chó con nữa quý vị, nó chỉ cần bấu là cái như là muốn lọt tim ra luôn rồi đó quý vị. Tại vì cái tim mà nó đang đập mạnh, nó đang hồi hộp quý vị. Mà nó hồi hộp thì một cái tác động nhẹ thôi thì mình cũng giật mình, phải không quý vị? Nên rất là tội nghiệp những người ăn trộm. Nên đa bằng những người ăn trộm tương lai đều bị bệnh tim hết. Không có ai mà tránh có bệnh tim. Tại vì sao? Vì cái tác động của tim làm ảnh hưởng. Nên tương lai người, mấy người này chưa già hay chưa đến nỗi lớn tuổi là bị bệnh tim hết. Tại vì sao? Mỗi ngày muốn thoát tim quý vị, thoát tim, sợ hãi thật sự. Nên nhất là cái người đi ăn trộm đầu tiên, cái người đi ăn trộm đầu tiên cũng như cái người mới yêu đầu tiên vậy. Vậy thì hỏi tất cả những người mà mới yêu đầu tiên đó, thì sẽ biết liền. Tim mà đập rất là mạnh. Thật sự mà nó đập rất là mạnh. Nên mình thấy trước mặt mình cỏ cây gì mình bức. Tôi hỏi bà Trần Lâm với ông Trần Lâm với ông cao xã ở trên đây phải không? Nó tim đập mạnh ghê, giống như người đi ăn trộm. Tim nó cũng thôi 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 gốc nha quý vị. Nên từ hồi đó mà quý vị nghĩ rằng trách nghề tự nghiệp, mình có cái nghề của hành niệm Phật là nó cũng đặc biệt lắm. Đây là cái bình an nhất đó quý vị, chứ không có cái nghề bằng nghề này đâu. Nói nghề tự nghiệp niệm Phật là chắc chắn là bình an. Nói đây là nói phổ thông chút cho nó dễ hiểu, biết không? Nên quý vị đừng bao giờ nói rằng là mỗi ngày chúng ta niệm Phật, có nhiều người không biết nó ổn. Niệm Phật lấy phần gì ta, có được lợi ích gì đâu. Khi đứa con đứa cháu đến nhà nó tu thờ, nó không biết lễ làm chi, biết mỏi chân thì ghê. Nà, rồi xong rồi ngồi nghe nói chuyện có thấy cái gì đâu mà tự nhiên ngồi làm chi, nó mỏi chân thì ghê, thì mỏi chân thì thẳng chân. Vì nghĩ nó thoải mái không, như là mỏi chân thì thẳng chân thôi, cái quan trọng là lỗ tai nghe chứ không phải cái chân nghe đâu. Vì công nhận quý vị, tại mình trong hội chúng chùa chiền thì bản thân mình phải ngồi nghiêm túc. Nếu mình thẳng chân thẳng cẳng tứ tung lang tang thì coi nó kỳ cái đầu chàng. Nhưng nếu quý vị ngồi ở nhà vì thì mỏi chân thì bị thẳng chân. Cái quan trọng là lỗ tai nghe chứ không phải cái chân nghe đâu. Nhờ không? Nên cái đó là cái mở rộng ra, chứ ngồi mà lâu nó cũng tê chân chết một. Đó, nên mỏi chân thì thẳng chân đi. Lỗ tai cố gắng nghe, mắt cố gắng mở. Thì nhớ nghe, con mắt mà nói mà đã nhắm là lỗ tai không bao giờ nghe 100% quý vị luôn á. Nên con mắt phải mở ra, lỗ tai mới nghe. Nên quý vị biết lục căn của mình nó thường đối lập. Nên cái thí dụ như cái tai thì chơi cái chân, mày vô dụng. Khi cái tai làm thì cái chân không làm thì nó chơi cái chân mày vô dụng. Còn khi cái chân làm thì cái tai không làm thì cái chân lại đấu thừa cái tai vô dụng. Quý vị biết rằng thật sự mà nói, mỏi trong cơ thể chúng ta lục căn nó đều hữu dụng mà. Tại có những lúc cần làm thì làm. Nó đều là hữu dụng hết quý vị. Nên quý vị chỉ cần vui vẻ an lạc thì quý vị thấy là lục căn quý vị đều hữu dụng hết. Mỗi một cái tế bào trong cơ thể quý vị đều hữu dụng hết.
Thật sự quý vị coi bây giờ quý vị bị một cái kim hay gì đâm vô cái chân thì thôi, tí ti thôi mà quý vị thấy nó cũng đau toàn thân. Tại vì sao? Vì nó hữu dụng và câu thông. Nên nó chỉ cần tác động một chỗ nhỏ thì nó ảnh hưởng hết toàn thân chúng ta. Mà toàn thân mình ảnh hưởng thì tâm trí mình ảnh hưởng, mà tâm trí ảnh hưởng đó ảnh hưởng cho quả địa cầu luôn. Nên nhiều người mang một ý niệm xấu thì quả địa cầu chúng ta bị tổn thương. Mà chúng ta đang sống trong quả địa cầu. Nên mỗi một người phát một tâm niệm thiện niệm Phật thì nhiều người như vậy, mấy ngàn người niệm Phật gì thì quý vị đang cứu cái quả địa cầu này. Quý vị biết cái quả địa cầu này giống như cái trứng vậy đó. Bởi vì đem cái trứng bị bỏ vô cái nồi nước sôi để quý vị nấu lên. Nó sôi bụng 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 cái trứng, thấy chưa? Cái quý vị thấy lúc mà nước sôi nó sôi lên, quý vị thấy cái trứng nó lộn chưa? Lộn 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 lộn. Mình hỏi sao mày lộn với trứng? Thì nó nói rằng nóng, nóng quá mày ơi. Nóng quá nên nó lộn. Lộn mèo li lịa, mày thấy công nhận không? Quý vị luộc trứng gà trứng vịt. Mày để ý rồi phải không? Cái nước mà sôi lên nó lộn 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 đúng không? Mình hỏi tại sao mày nóng gì? Cái như là cái tâm niệm mình hỏi đó, mình trả lời quý vị để giải thích đó mà, ví dụ mà. Hỏi tại sao mày lộn gì? Nói tại vì nóng quá. Lộn 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 đúng không? Thì bây giờ nhiều người mà mang tâm niệm mà nóng giận sân si buồn phiền, chết móc thì giống như vậy làm cho cái chứng là quả địa cầu chúng ta bị tổn thương. Thì cái quả địa cầu nó cũng xoay chuyển bất thường nên làm cho cái mặt đất này nó bị rung chuyển. Nên bữa nay bão, bữa kia sụp đất, nước này nước kia, là trong cái quả địa cầu này nè quý vị, nó xoay chuyển, nước này nước nọ nên nó bị nghiêng xoay chuyển. Nên mặt đất có những chỗ bị này, bị kia, bị nọ, là đều là cái sự tác động của sân si. Nóng bức nên làm quả địa cầu ảnh hưởng. Nói quý vị không, cái điều như Đức nói quý vị ngồi nghe cho kỹ nghe. Lớp 3 chứ nếu khi giải thích cũng lạ lắm chứ. Không đơn giản đó nghe. Đó. Nên mỗi một người đang ngồi niệm Phật ở đây nè, là mỗi một người là đang cứu ở địa cầu. Không đơn giản. Nên nhà của ông Trần Lâm chẳng gì đó là đang cứu ở địa cầu đó nghe. Chứ không phải giờ ngồi đó mà đơn giản đâu. Ví dụ mấy đứa nhỏ, nhóm của dì bốn nè, nó nhỏ nhỏ vậy chứ cứu qua địa cầu đó, đang niệm Phật là cứu qua địa cầu đó. À, còn quý vị chỉ cần sân si đó, chỉ cần quý vị coi ai là kẻ thù là quý vị đang hại qua địa cầu. Ghê không? Quý vị thấy cái giải thích kinh khủng không quý vị? Ngồi suy nghĩ đi. Cái giải thích này nó giúp cho quý vị thoải mái cái tâm chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nó, bây giờ quý vị đang ngồi đây, ai là người đang coi người khác là kẻ thù? Quý vị nhất định sẽ trở thành người quỷ hoại qua địa cầu chứ không nói dọc dò chứ. Còn nếu như quý vị coi mọi người là bạn bè thì quý vị đang cứu hoại vãn quả địa cầu này chứ gì? Không, quý vị bây giờ quý vị đi hỏi tất cả những người nào mà đã đọc về kinh giáo, phải cái cách giải thích này phù hợp không? Mà nó rất phù hợp, mà rất là logic, mà chỉ làm cho chúng ta thoải mái cái tâm nữa chứ. Đúng không? Cách truyền tải này nó rất nhân sinh, nó rất quê mùa, nó rất dốt nát, mà nó cũng rất là trí tuệ. Ngộ ghê. Thấy không quý vị? Đó đó đó, đó cái này là cái niệm Phật mà thù thắng nè. Thấy không? Nên qua cái đoạn nói chuyện này thì tất cả những người đang ngồi đây và ai nghe qua cái đoạn này hãy hỏi lại chính lương tâm của mình. Coi trong lòng mình còn coi ai là kẻ thù không? Tại vì mình coi người ta là kẻ thù là bản thân mình đã xem mình là kẻ thù rồi. Vì kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, mà mình đi coi người khác là kẻ thù là tác động mình là kẻ thù lớn nhất. Nó nên mình là người biết tu mà đi thù ông Trần không biết tu. Cái này là chịu thua luôn, nó thật sự luôn. Mình là biết tu mà đi thù ông Trần không biết tu. Thí dụ như 12 giờ khuya có câu này có nói: dạ thưa thầy, con rất là tức mấy ngày nay, con rất là sân si mấy ngày nay luôn. Hỏi chuyện gì? Từ bữa thứ bảy tới nay tức vô cùng, không tu hành gì nói. Hỏi gì lý do? Từ thứ bảy tới nay là lý do chuyện gì trong thứ bảy tới bữa nay mà tức tối dữ mà tôi không nói là sao? Nó là bữa 12 giờ khuya định tu rồi, cuối cùng chồng không cho tu. Chuẩn bị tu hết rồi, ông không cho tu, quyết định tối đó không cho tu là không. Nhưng Đức nói không cho tu thì cô khỏe đi ngủ sớm. Bà nói: ủa sao thầy trả lời ngộ vậy ta? Con định tu rồi. Cái thời này thầy nói 12 giờ khuya quan trọng dữ lắm. Tu thần này rất là quan trọng, cứu cho người sống, cứu cho người chết. Thì những Đức nói rằng thì khi ổng đã quyết định không cho cô tu mà cô hoan hỷ cô không tu, có nghĩa là cô đã cứu rồi đó.
cô đã biên mở rồi, tại vì cô đã phát tâm mà ổng không cho. Nếu mình miễn cưỡng lại thì nó sanh xung đột, mà xung đột thì nó không quá giải quán thụ. Thì bây giờ ổng không cho mình tu chứ đâu phải mình không muốn tu, vì mình nói với Phật rằng Phật ơi thờ này coi xong rồi đó. Mới thấy tự tại cho quý vị. Còn cái tác động nhân quả là do ông, chứ không phải do quý vị. Còn quý vị là duyên sanh, duyên sanh trong gia đình này à, nhân duyên gặp nhau trong gia đình có thuận có nghịch. Thì cái nghịch đó mình hóa giải được cái tâm đó, lúc đó thì tức khắc quý vị là người thành công của cái khóa tu 12 điều khuyết. Nhớ không? Còn nếu như mà quý vị miễn cưỡng bị tu mà để họ chửi quý vị thì cái điều này nó không nên. Không nên. Hiểu chưa? Thì thấy cái điều giải thích thì quý vị thấy thoải mái vô cùng chưa? Nhưng nếu 12 giờ phim mà quý vị kiếm chuyện để cho ổng kiếm chuyện đi khỏi tu thì cái chuyện này không phù hợp chú đạo chứ. Cái chuyện này là khác nha quý vị. Tự nhiên ổng kiếm chuyện thì đây là lý do, tại ổng kiếm chuyện mà mình khỏi tu thì xong một thờ. Còn mình đi kiếm chuyện thì ổng kiếm chuyện rồi mình khỏi tu thì đây là vì làm biết. Này cái này là không được thờ đâu nghe chưa. Nó từ đó đó quý vị thấy không? Khi con người mình vui quý vị thấy cảm giác tuyệt vời chưa? Những đứa nhìn quý vị đẹp lắm đó, mà không biết vị nhìn từ những đứa sao. Hiểu chưa? Những đứa nhìn thấy quý vị rất đẹp, tại vì sao quý vị ai cũng cười. Thật sự mà nói mỗi một người đang cười lên quý vị đang như là một đóa hoa đang nở vậy. Còn nếu mà quý vị mà cái mặt chầm chầm chỗ ủ là hoa đang bị tan. Thấy không? Nó nên mỗi một con người nên mỗi ngày phải thường cười. Thấy không? Mình mà thường cười thì cái nụ cười nó nuôi dưỡng cái tế bào mình tuyệt vời lắm. Thấy không? Nên chắc dinh dưỡng cao cấp nhất là cười. Kệ mồ, cười có duyên hay cười không có duyên, hay tròn méo gì kệ mồ, cứ cười đại đi. Không quý vị cười là có duyên liền. Hồi đó mỗi lần những đứa cứ nói chuyện là những đứa miệng rất rộng, rất là xấu, rất là ngố. Nhưng nhiều người gặp những đứa nói rằng thầy rất là có duyên. Thấy chưa? Nói ôi sao ngộ với ta. Mà cái người quý mình thì họ thấy đều là có duyên, còn cái người ghét mình thì họ nói là vô duyên. Hay rất là đúng quý vị. Cực kỳ đúng luôn. Vì người thích mình thì có duyên, mà người không thích mình thì là vô duyên. Nó nên mới nói là câu là thương nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Phải quý vị? Nên từ nơi đó cái tác động của duyên thuận và nghịch thì có thương và ghét. Chuyện này rất bình thường và rất tự nhiên. Nhưng chúng ta đừng nên coi họ là kẻ thù, mà chúng ta hãy xem như là mình đang trả nợ trong cuộc đời. Thì mình đã vui trả nợ thì họ là bạn quý vị. Họ đang giúp cho mình tiêu cái nghiệp ở cõi đời để khỏi trả cái nghiệp ở tam đồ. Thấy không? Nó nên những đức mà khi mà trước giờ lên tu, những đức ngồi nhìn quý vị chưa vô liền, ngồi đây nè. Cái ngồi đây trước thời gian lâu lắm chứ không phải là ngồi dễ như quý vị nghĩ đó đâu. Chú Tâm Nhiên ông đòi bật những đức lên liền, những đức nó phan. Khi bật lên thì những đức chưa thấy được cái niềm vui của mấy vị này. Những đức phải ngồi đây để mà coi cái niềm vui của các vị này như thế nào. Rồi thời gian những đức dành ra là phải lướt lên lướt xuống để coi. Rồi từng chỗ quý vị ngồi có nghiêm túc hay không, cười cỡ nào. Thấy bà Quảng Ngọc hôm nay bà vui, thiệt là vui. Không mà tự nhiên mình có một cái nhóm bạn nha quý vị. Mà cái nhóm bạn đây toàn là nhóm bạn đồng tu tuyệt vời không nghe. Nhìn Đức lên Đức thấy quý vị ai cũng nụ cười rạng rỡ. Nhìn Đức nói mấy ông chồng mà nhìn mấy bà vợ gì là mấy ông vừa bụng dữ lắm. Thật sự bây giờ mấy ông lo đi làm, mấy ông đâu có thời gian đâu giúp cho mấy bà vui. Mà những đức lập ra cái trang room này để cho mấy bả vui là mấy ông phải cảm ơn những đức dữ lắm á. Nếu mà biết những đức ở đâu là mấy ông phải đem quà đến. Thật sự mà nói bây giờ ông Trần Lâm cứ nghĩ đi, bây giờ ông đi làm tối ngày, ông có mỗi ngày gần bả mà lại giúp cho bả vui đâu. Nhưng mà nhờ những đức lập cái room này mà bả lên bả kết bạn bốn phương, bả cười bả vui mà tại nhà. Lo cho con, lo cho nhà cửa đàng hoàng, khỏi đi đâu luôn. Khỏi tốn tiền xe đi đâu hết trơn. Đó là nên mấy ông phải cảm ơn những đức. Biết những đứa ở đâu là Tết này phải gửi quà đó. Nên bữa nào tôi coi ai được được tôi gửi địa chỉ. Gửi địa chỉ nhà cái chưa. Cái Tết năm nay, Tết năm nay tôi thấy cái mồi. Tết năm nay tôi không bằng Tết năm ngoái. Tết năm ngoái thì còn có chùa cao bằng lên. Còn Tết năm nay thì hơi bị héo, nên chắc tôi phải gửi địa chỉ nhà quá. Chứ
rất nhiều cô nghĩ rằng ờ thì gửi đi, còn tết này lỡ thăm thầy nói gửi địa chỉ khác mà nhận giùm gửi địa chỉ khác mà nhận giùm rồi đem đưa cho chúng đức chứ gặp mà gửi địa chỉ thiệt ở đây nhà đâu có chỗ đâu mà chỗ. Nên quý vị biết rằng là năm nay là quý vị nhớ nghe, cái năm nay mà khi lễ với Di Đà năm nay quý vị, tất cả chúng ta là hàng cư sĩ với phát động một chương trình tu trên không trung này, một cái pháp hội Di Đà mà gọi là từ xưa tới nay chưa từng thấy. Thì phải làm điều này nghe. Mỗi người từ bây giờ chuẩn bị các nhà, các cửa gì đó. Sửa sang phòng ốc đồ lại đi. Để cái chuyến này là lễ với Di Đà là quý vị phát động một cái chương trình mà tất cả hàng cư sĩ phải tập trung từng nhóm, từng nhóm, từng nhóm tổ chức một cái lễ với Di Đà mà từ xa xưa tới nay chưa từng thấy. Chưa từng thấy một cái lễ Di Đà nào mà thù thắng như vậy. Nó nhà mà có bông sen thì đem hết đèn bông sen ra mỗi bà cầm cái. Còn già không có đèn bông sen thì cầm đèn cây. Cái bà quơ thoải mái luôn. Bà quơ thì quơ. Có chừng cháy nhà kìa. Không, quý vị biết rằng là nếu như mỗi một người, hai người, ba người, mười người, quý vị mỗi một người gũ được một người, người gũ người, người gũ hai ba người, thì những đức nói cái pháp hội Di Đà của chúng ta nha, chuyến này những đức sẽ coi lịch lại để đưa lên chương trình cho quý vị, hiểu không? Là cái trận lễ với Di Đà cái này là cái trận lễ với Di Đà mà từ xưa giờ chưa từng thấy. Dưới Quan Âm là chưa từng thấy đó, mà đã thấy rồi đó nghe không? Dưới Quan Âm mà đạo tràng không chung là vì ta thấy rồi đó. 7-8 ngàn người lễ quý Quan Âm không đơn giản đó nghe. Còn cái lễ với Di Đà kỳ này á, quý vị phải tổ chức trên không chung mà làm sao mà mấy chục ngàn con người này mà quý vị mà phát động cái chương trình này gọi là nhóm đèn bông sen thì quơ thì quơ thôi, cái này là thôi là quý vị không ai nói được quý vị luôn rồi đó. Hồi đó thì tổ chức mấy chục ngàn người mà quơ, người ta nói mình là giống sân khấu cái lương. Bây giờ là tại vợ quý vị quơ không ai nói luôn á, thật sự luôn. Giờ những đức mà gọi là vì quý vị mà như đức tổ chức, cuối cùng như đức đi ra khỏi chùa luôn, hiểu chưa? Quý vị biết là đài những đức cũng là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất chứ không đơn giản, thấy không? Muốn giảng sanh nên gì người mà cuối cùng lang thang luôn. Vì mà còn không thương nữa thôi, muốn gì nữa quý vị, thấy không? Vì mà không thương còn muốn gì đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ chúng ta phát động cái chương trình lễ với Di Đà được này, tuy còn mấy tháng nữa nha, giờ phải tính trở thành một cái lễ với Di Đà mà chấn động hư không. Mình nào đó là tổ chức lễ với Di Đà, lễ với Quan Âm là gọi là chấn động người đang sống, còn bây giờ là chấn động đến ông chờ. Nghĩa là cái này là lên tới không chung rồi quý vị. Nên bây giờ chúng ta là những hàng cư sĩ, bây giờ phát động chương trình tu này để làm đem cái môn niệm Phật này truyền bá một cách mà gọi là mở rộng trong thời đại 4.0 này luôn. Trong cái thời đại hiện đại này, biết dùng cái mạng truyền thông khoa học hiện đại này để mà truyền tải Phật pháp luôn. Đi từng nhà, khỏi tốn tiền xe. Đó. Cái thời cuộc thời gian không có nhiều nên bây giờ chúng ta không có để mất thời gian, tại nhà tu được luôn, chồng vợ con cháu chắc chí chết gì. Mới đẻ đồ ẩm ra hết. Thì biết là cái này là một cái lễ với Di Đà không đơn giản, độ cả gia đình dòng họ luôn. Nó rồi chôm sớm với lợi tập trung lại ngay nhà. Nó cái này là lễ với Di Đà đặc biệt, vì chuẩn bị đi nghe. Mà nêu lên rồi là chuẩn bị đi, nhà cửa chuẩn bị sơn phết lại. Nó, phòng ốc đồ làm đi. Nó, để cái lễ với Di Đà kỳ này đặc biệt thù thắng. Thì chúng ta đem với một tình độ này truyền bá đi. Một đoạn nói chuyện này thôi nhưng mà bị nhớ câu này quan trọng nha. Bạn là và thù là ai? Là mình. Nên dùng cái tâm bạn, đừng nên dùng tâm thù. Dùng tâm thù sẽ trở ngại con đường giải thoát. Hãy dùng tâm bạn với tất cả chúng sanh thì chắc chắn hợp với tâm Phật, niệm Phật tức khắc giảng sanh. Chúc vị an lạc nha. Ai với đâu vào, ai với đâu vào. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vậy ơi. Ai với đâu vào, ai với đâu vào, ai với đâu vào. Ai vậy đâu vợ.